Hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với BT Channel. Đã rất lâu rồi thì mình chưa có cầm con Galaxy để chiến boss cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ cầm con Galaxy Akuma này để chiến boss. Nhưng mà không phải dạng không sao nha các bạn. Mình sẽ nâng cấp lên full sao để chiến boss cho các bạn xem. Thử coi sức mạnh của nó sẽ ra sao. Thì mời các bạn cùng theo dõi mình nha. Bây giờ mình sẽ đập nó lên full sao cái đã. Chờ mình một xí. Điện hóa đây. Đây, mình sẽ tiến hóa nó lên full sao và test cho các bạn xem. 2000 years later. Rồi bây giờ nó đã full sao rồi thì bây giờ mình sẽ đi test boss cho các bạn xem nha. Nếu các bạn muốn mình test những gì thì các bạn hãy comment ở dưới nha. Các bạn muốn test mình test con nào thì các bạn cứ comment ở dưới, mình sẽ thực hiện yêu cầu của các bạn. Thì không biết con Galaxy Akuma có này thì full sao thì sức mạnh của nó sẽ gia tăng bao nhiêu. Đam nó có kinh khủng không đây. Hy vọng là đam nó sẽ mạnh. Đủ để win được con boss này rồi, được rồi. Đó, đam cũng cao lắm chứ bộ. Quá sát kiếm luôn các bạn ơi. Bùm. Một khúc luôn. 500k. Rồi mình phải sử dụng cái thẻ rồi. Nó 2 điểm phóng xạ rồi kìa. Đánh khơi khơi là gãy cổ cho nó liền. Và giọt phóng xạ là đủ để mình lên dĩa rồi. Đó. Chết queo. Nên là có hệ tử thần không gọi là chết queo rồi. Boss ăn kim cương ngát thiệt. Đang quá hay luôn. Làm mình được 600 rồi kìa. Kêu tiếp thôi. Chơi con Galaxy này chúng ta chỉ cần kêu và kêu thôi, kêu tới tấp là nó sẽ từ từ sẽ chết thôi. Còn nó không chết được thì tới chúng ta. Ủa, 800k. Tiến hóa luôn các bạn ơi. Rồi mình mất luôn cái hẻ tử thần rồi. Boss ăn ảo quá. Không biết có win nổi hôm nay. Ăn gì mà ảo quá à. 700k hả? Còn tận 6 triệu nữa kìa các bạn. Còn tới 6 triệu một lần. Ồ, 1 triệu luôn. Mạnh đấy. Ồ, khốn nghe. Mình lại tiếp tục kêu thôi. Không biết đam nó còn lên nữa không đây. Lên được 1 triệu rồi đó các bạn. 1 triệu tư. Có kiếm nữa rồi kìa. 1 triệu tư rồi. Kêu thêm 2 phát nữa các bạn ơi. 2 cái nữa là win. Hai cái nữa thôi, không biết có sống được không đây. Mình nghĩ là win rồi đó các bạn. Không chừng phát này là đủ đam luôn nha. Không biết có đủ đam đây. Bùm, vẫn là 1 triệu tư thôi. Rồi win rồi các bạn ơi. Win nha, win nha. Thắng rồi.
Rồi thì đó là phần test sức mạnh của con Galaxy Akuma này của mình. Thì nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một chia sẻ video này nha. Và đừng quên để lại một đăng ký cho kênh mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.